Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Ephphata của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục Hành Trình Ơn Gọi và Tông Đồ Cầu Nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Đức tin nơi người tu sĩ. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Trích Luca chương 5 câu 4. Đi tu là một hành trình liên lỉ để nên giống Đức Giêsu Kitô. Hơn bao giờ hết, hành trình ấy cần dựa trên một nền tảng đức tin vững mạnh. Ta không thể đi theo một ai đó nếu ta không tin vào những gì người ấy nói, hay sâu đậm hơn là không tin vào chính người ấy. Đã hẳn niềm tin là điều cốt yếu của mọi Kitô hữu, nhưng với người tu sĩ, các chiều kích của niềm tin càng đòi hỏi ở một mức độ mãnh liệt hơn, cứng cáp hơn và trưởng thành hơn. Trên con đường dâng hiến, tu sĩ được gọi mời dấn bước trong niềm xác tín vào tay Chúa dẫn đưa. Có như thế, họ mới dám lao mình về phía trước để hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Thực vậy, sống trong đoàn sủng của nhà dòng, người tận hiến trở thành dấu chỉ của Thánh Thần, hướng về một tương lai mới được soi sáng bởi đức tin và niềm hy vọng Kitô giáo. Người tu sĩ cảm nghiệm được sức sống của hạt mầm đức tin ngay khi lời mời gọi "Hãy theo Thầy" vang lên trong tâm hồn. Lời mời gọi ấy vô thành vô sắc, không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, không thể được kiểm chứng bằng máy móc. Làm sao người tu sĩ có thể xác tín là có một tiếng gọi như thế vang vọng đến mình nếu họ không có niềm tin? Họ tin là mình được mời gọi. Họ tin là có một đấng đang ngỏ lời với mình. Họ tin rằng đấng ấy là đấng đáng cho mình hy sinh tất cả để đi theo. Họ tin là khi theo đấng ấy, mình chẳng mất mát gì, nhưng còn được lợi gấp trăm triệu lần. Họ tin đến độ dù phải đối diện với bao nhiêu thử thách, họ vẫn không nghĩ là mình sai. Từ đó họ đi tìm, lần theo và xác tín vào tiếng gọi của Thầy Giêsu. Một tiếng gọi có sức xoay chiều cuộc đời mình để rẽ vào linh đạo dâng hiến. Ở đó, hạt mầm đức tin gặp được mảnh đất màu mỡ là tình yêu thương của Chúa, được tưới gội bằng làn mưa ân sủng từ trời cao, bắt đầu mọc lên những chồi non tươi tốt. Ngày từng ngày sống với Chúa, người tu sĩ càng xác tín hơn về những gì mình tin. Niềm tin ấy cứ vươn cao vươn mạnh, bất chấp bao cuồng phong kéo đến làm nó ngã nghiêng, cho đến khi niềm tin ấy đạt đến độ chín mùi cần thiết, người tu sĩ hân hoan cất lên lời tuyên khấn thuộc trọn về Chúa. Đó là hoa trái ngọt ngào của đức tin mà Thiên Chúa ban tặng cho họ thuở nào. Như vậy, càng xác tín vào tiếng gọi mời của Thầy Giêsu, người tu sĩ càng đủ sức để trọn vẹn dâng cả đời mình cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cùng với niềm tin vào Thiên Chúa, hành trình hiến dâng của người tu sĩ cũng đi kèm với lòng trông cậy và tình mến yêu dành cho Ngài. Ai đã tin thì chất chứa hy vọng. Ai có thể hy vọng là vì họ có tình yêu. Tin vào lời mời gọi, người tu sĩ cất bước theo Giêsu. Hành trình đi theo ấy tuy lắm gian nan, nhưng không sao làm người tu sĩ chùn bước, vì lòng họ lúc nào cũng nuôi dưỡng một niềm hy vọng lớn lao vào ngày mai. Ngày mai ấy là ngày mà cánh đồng trổ bông nặng hạt được gánh về với niềm hớn hở vui ca. Ngày mai ấy là ngày
mà khắp nơi chẳng còn tiếng khóc than hay buồn phiền ai oán, nhưng chỉ là tiếng cười của ngày gặt bội thu. Ngày mai ấy, người tu sĩ sẽ cùng với Giê-xu trở nên một với nhau, có một tình yêu sâu đậm nối kết mà không một thế lực nào, dù mạnh mẽ đến đâu, có thể ngăn chia được. Vì tình yêu ấy, họ sẵn sàng từ bỏ để hiến dâng, bước vào con đường thập giá, trở nên ngu dại và điên rồ vì yêu như đấng mà mình yêu mến. Càng tin, càng hy vọng, tu sĩ càng nồng cháy lửa yêu để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bằng một tình yêu và đức tin cá vị, tu sĩ sống trong sự hiện diện cụ thể của Thầy Giê-xu. Họ trở nên những con người đáng tin và thật gần gũi. Một tu sĩ thánh thiện thì không lừa lọc ai, cũng chẳng bội tín hay vô ơn với người nào. Với một cuộc sống đơn sơ và giản dị, họ chan hòa với thế giới và được tha nhân mến thương. Họ không thích sự xa hoa lộng lẫy hay chẳng mong quyền lực chức cao. Đã có được Giê-xu, họ xem tất cả những điều này như cỏ rác. Điều mà họ mong mỏi là ngày càng trở nên giống hình ảnh một Giê-xu rất mực yêu thương đàn chiên và sống chết cho đàn chiên ấy. Chính tin, cậy, mến đã giúp cho người tu sĩ hiện thực hóa được điều này, trở thành một dấu chứng khả tín về thực tại nước trời. Người đi tu không thể bị đóng khung nơi khuôn viên nhà dòng. Cho dẫu sống đời chiêm niệm, cả đời sống trong vòng kín, người tu sĩ vẫn phục vụ giáo hội bằng những lời cầu nguyện tán dương Thiên Chúa thay cho nhân thế. Lời nguyện cầu của họ cũng có thể bay xa đến tận chân trời góc bể, thấm sâu vào lòng giáo hội và chạm đến từng phần người. Nhờ đó, họ nên mèn muối ướp mặn thế trần. Người tu sĩ nào cũng phải mang trong mình tâm thức loan báo tin mừng, mà loan báo tin mừng cũng là làm loan truyền lòng tin cày mến mà họ ấp ủ trong tim. Như lời Đức Thánh Cha Francisco nói, đức tin của người tu sĩ không phải là đức tin của phòng thí nghiệm, nhưng là đức tin đang trong hành trình. Tu sĩ được sai đi để loan báo tin mừng của vua hàng sống, làm men muối gọi mời tin yêu. Lạy Chúa Giê-xu, mỗi khi nhìn về các tu sĩ, chúng con thiết tha xin Ngài ban thêm niềm tin cho từng tu sĩ, sưởi ấm con tim của họ, giúp họ luôn tín trung và yêu mến Ngài đến cùng. Cho dù phải song pha nơi biên thùy nguy hiểm, nhưng với đức tin son sắt, yêu mến nồng nàn và cậy trông vững vàng, các tu sĩ có thể trở nên giống Chúa Giê-xu trong hành trình dâng hiến. Amen. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giê-xu trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con tạm nghỉ ngơi và kết nối trái tim mình với Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Con đã cho đi những gì ngày hôm nay.
còn có rộng lượng cho đi nụ cười và thời gian của mình không? Dâng mình cho nước trời nghĩa là làm mọi thứ với tình yêu, là đặt tình yêu thương vào mọi thứ mà con làm và quên đi con là trung tâm. Còn đổi mới lời kinh dâng mình và làm điều đó vì những người lớn tuổi, những người mà ngay cả khi yếu ớt, họ vẫn có thể trở thành một chứng nhân cứu độ ở những nơi mà họ hiện diện. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, những người lớn tuổi, ngay cả khi họ đã già yếu, họ vẫn có thể trở thành một công cụ hữu ích trong lịch sử cứu độ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị.